nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan lưu trú, ẩm thực, văn hóa tinh thần của khách du lịch khi đến với Điện Biên. Trong dịp tổ chức lễ hội Hoa Ban 2024, những ngày này các nhà hàng, bản văn hóa, đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Điện Biên đã và đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị đón du khách thập phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái trong hành trình đến tham quan Điện Biên, đặc biệt dịp tổ chức lễ hội Hoa Ban, nhà hàng Hương Sao bản Co Mị, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã luôn chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nguyên liệu được nhà hàng chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu nhập đến sơ chế, trừ các loại thịt sấy khô phải chuẩn bị từ trước, còn lại thực phẩm khác chỉ sử dụng đồ tươi trong ngày. Chúng tôi cũng lựa chọn thực phẩm sạch, bây giờ thì để đón khách du lịch sắp tới này, không có cái gì cho tủ lạnh, cũng là hôm nào làm ăn thì đi mua ở trên chợ xuống và chuẩn bị tiết mục văn nghệ để đón khách du lịch. Những ngày này để chuẩn bị đón khách đến lưu trú cộng đồng và tham quan, nàng Ban Homestay ở bản Ten B, xã Thanh Sương đã chỉnh trang lại hệ thống cơ sở vật chất nơi lưu trú như quét dọn, chuẩn bị đệm, gối, chăn màn, đồ dùng cá nhân nhằm mang đến sự hài lòng của du khách khi được trải nghiệm tại đây. Để chuẩn bị cho lễ hội Hoa Ban và cũng như là để tiến tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì thôn Giờ Tây của mình cũng có chuẩn bị một số cái công việc. Công việc thứ nhất đó là về cái khâu lưu trú cho khách thì được bổ sung chăn ga, gối đệm, lau dọn nhà cửa thường xuyên. Về cơ sở vật chất thì nhà hàng cũng đang tu sửa, tôn tạo thêm những cái khu để xe cũng như là nâng cấp bếp và một số công trình vệ sinh. Bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, ẩm thực thì văn hóa tinh thần là món ăn không thể thiếu đối với đồng bào các dân tộc tại tỉnh Điện Biên. Trong đó, vòng xòe Thái sẽ là điểm nhấn để gắn kết mọi người lại với nhau. Và đây cũng là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái, thu hút được sự hiếu kỳ, thích thú của du khách khi được tham gia. Vì vậy, những ngày này, các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Điện Biên đang ra sức luyện tập các điệu múa, lời ca để phục vụ trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2024. Chuẩn bị lễ hội Hoa Ban, câu lạc bộ bên chúng tôi là tập luyện các điệu múa xòe cổ, tức là đủ 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái. Thì là bây giờ thì các chị em là tập hợp đến để tập luyện. Khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024 đang đến rất gần. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của các nhà hàng, bản văn hóa, khu lưu trú cộng đồng, không chỉ trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ và các địa phương khác trong tỉnh sẽ đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng thức, trải nghiệm của du khách thập phương khi đến với mảnh đất con người Điện Biên.